Hồ chứa nước khu vực cống số 6 xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cách đây vài năm từng nhiều lần xảy ra tình trạng các nhà máy chế biến hải sản xả thải trộm làm ô nhiễm nguồn nước khiến cho cá nuôi lồng bè sông Trà Và đã chết hàng loạt. Sau nhiều biện pháp xử lý, những tưởng tình trạng trên sẽ được cải thiện, thế nhưng sau hơn một năm thì tình hình ô nhiễm lại tái diễn. Đây là đầm chứa nước cạnh cống số 6 khu vực xã Tân Hải, kế bên các nhà máy chế biến hải sản. Hiện nước của hồ nước này đã chuyển sang màu tím ngắt, bốc mùi hôi thối kèm mùi hóa chất nồng nặc, làm cho môi trường không khí và nguồn nước ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Theo người dân, hiện nước trong đầm chứa nước nổi màu tím, bốc mùi hôi thối và mùi hóa chất nồng nặc xảy ra khoảng gần một tuần nay. Tại bờ hồ phát hiện có một miệng cống thoát nước của một nhà máy chế biến bột cá nằm gần hồ. Nước từ miệng cống có màu đen kịt, nổi váng, bốc mùi hóa chất. Một số phế phẩm từ bột cá như vảy cá, da cá từ miệng cống này chảy ra hồ và dạt vào một góc hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc, không ai dám tới gần. Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng địa phương đã xuống ghi nhận hiện trường để xử lý. Cũng vào tháng 3, cách đây 4 năm, nước hồ chứa nước này cũng xảy ra hiện tượng đổi màu tím, bốc mùi hôi thối kèm hóa chất nồng nặc.